rào cản tiếp theo là rất là nhiều người cứ nói rằng là ra khởi nghiệp em cần phải có cho mình một cái văn phòng rất là đẹp, ok, mà hoặc là có xe đẹp, hoặc là thậm chí có cái máy laptop đẹp, ok, mà rồi chúng ta mới khởi nghiệp được. Cái đó là cái tư duy của những người chưa ra khởi nghiệp thôi. Mình kể cho bạn một cái câu chuyện này để các bạn hình dung. Có một cái anh năm 2009, anh gặp mình và trước đó anh đã khởi nghiệp 2 lần rồi và đều thất bại hết. Thì năm 2009 khi anh gặp mình và mình chia sẻ cho anh á, thì các bạn biết anh này bây giờ anh trở thành đại gia rồi. Tiền ảnh đang rất là nhiều, tài sản có vài trăm tỷ lận. Năm 2009, từ hai bàn tay trắng, sau khi anh nghe mình chia sẻ những rào cản này, anh gỡ được những cái rào cản này và anh về anh kinh doanh rất là mạnh mẽ. Lúc xưa để ra khởi nghiệp cái ngành ảnh nó cũng liên quan tới cái đơn hàng, ký một cái đơn hàng trong lĩnh vực ảnh đó, thì các bạn biết là nó khoảng 300-400 triệu, thì theo cái hàng nó không có cái nào dưới đó, tại ảnh thi công sẵn cõi nhân tạo mà bạn như này nó không có cái nào dưới đó. Nên là ảnh tư duy rằng là cần phải có văn phòng rất là đẹp, cần phải có xe đồ mới đi. Thế là ảnh cứ tập trung vào yếu tố đó và nhưng cuối cùng không tìm ra được khách hàng, nên là nó dẫn đến thất bại. Thì kỳ này ảnh nó hoàn toàn khác. Cái ví dụ mình đưa ra giờ nè các bạn thấy, khi mà dĩ nhiên ra nghiệp chúng ta rất cần cái văn phòng, của đó là không bàn cãi rồi. Tuy nhiên các bạn nên nhớ nó như vậy này, các bạn hãy đi hỏi những người đã ra làm kinh doanh rồi, những người đó họ kinh doanh thành công vài năm, họ luôn có cái văn phòng, họ luôn có cái văn phòng rất là bự. Và các bạn luôn hỏi họ rằng ở trong văn phòng họ còn cái ghế nào không. Chúng ta cũng cần cái văn phòng nhưng mà chúng ta không cần phải bỏ tiền ra thuê bạn không, còn cái vị trí nào đó, tại chúng ta mới ngày đầu ra cứ im mà. Còn cái ghế nào đó không, còn cái bàn đó chúng ta có thể ngồi chung trong đó được không. Và cái anh này anh về anh ngộ ra đó và anh làm đúng cái điều này. Các bạn như vậy, anh mới đi liên hệ với bạn, một cái bạn anh là khởi nghiệp 5 năm rồi và có một cái văn phòng rất là lớn ở một cái đường ở quận 3. Và trong cái văn phòng đó anh đó anh có đúng một cái bàn thôi, ở trong đó thôi, ngồi chung với người bạn. Công ty của người bạn có tất cả lúc đó là khoảng 14 người. Các bạn ta nhìn chung thì cái văn phòng rất là hành tráng, mà thực sự có một mình ảnh ở trong đó. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Thì một cái khách hàng đầu tiên, cái khách hàng đầu tiên đến với ảnh đó là khách hàng ở Hóc Môn. Cái khách hàng này là các bạn biết họ thi công sân cỏ nhân tạo, mà thi công sân cỏ nhân tạo thì thường thường á là chúng ta không có thi công một sân. Tại thi công một sân thì nó không hiệu quả, thi công một lúc 3 sân nên cái khoản tiền lúc đó ký là cả 600 triệu lận. Và khách hàng họ đến cái văn phòng để họ đặt cọc, họ phải đến cái văn phòng. Thì họ thấy cái văn phòng nằm ở một cái đường chính ở quận 3 mà có tới 10 mấy người, mọi thứ rất là bài bản, và họ quyết định họ đặt cọc 30% đi. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Và dĩ nhiên cái phi vụ đó thành công. Không nói rồi, bây giờ mình đặt các bạn một hỏi. Nếu các bạn có tiền mướn cho mình một cái văn phòng luôn, thì liệu cái văn phòng bạn có nó lắp đủ 10 người, 15 người như vậy mà để khách hàng nó tự tin không ạ? Phòng chúng ta cũng có một mình ta, hoặc cùng lắm bạn có thêm 2-3 đứa nhân viên nữa, thì khách hàng cũng không có đủ tự tin mà đặt cọc cho bạn cái khoản tiền đó. Các bạn hiểu ra điều này. Dĩ nhiên chúng ta cần có cái văn phòng, nhưng mà ra khởi nghiệp chúng ta phải thông minh linh động ở ngay chỗ đó. Cái cách vừa rồi mình nói là chúng ta hãy biết sử dụng nguồn lực của người khác, nghĩa là chung quanh chúng ta có rất là nhiều nguồn lực rất là tuyệt vời. Các bạn cứ nghĩ rằng là các bạn sử dụng nguồn lực của mình, làm sao mà chúng ta đủ tiền để chúng ta mướn một cái văn phòng bự, mà kể cả mướn một cái văn phòng bự luôn đi, thì làm sao mà chúng ta có đủ người, đủ nhân viên, ban bè rồi hết được. Các bạn một cái khoản tiền rất là khổng lồ. Nên là các bạn thấy mà cái cách chúng ta giải quyết vấn đề nó rất là quan trọng. Và về lâu về dài sau này có rất nhiều bạn đã áp dụng theo cái cách chia sẻ của mình này. Và tiếp theo nữa là chúng ta có cần xe mà. Dĩ nhiên có những cái lĩnh vực mà chúng ta rất cần một cái xe. Có nhiều bạn cứ đau đớn đi mua xe, thậm chí đi vay ngân hàng để mua xe. Đơn hàng thì chưa có, mọi thứ mà phải đi ngân hàng mua xe thì nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta thỏa thuận với một cái dịch vụ xe gì đó, và có cái này anh cũng đã làm được cái việc này. Anh có ký một cái hợp đồng, hôm đó anh đi đàm phán với một doanh nghiệp ở cái khu chế xuất Linh Trung. Và anh làm việc với dịch vụ vận chuyển là anh mướn một cái chiếc xe mẹt, xe con 4 chỗ Mercedes, ok mà. Và một cái thủ tục rất là đơn giản thôi, biến cái xe đó thành tài sản của mình, là ghé qua chỗ Decan. Anh đã làm việc với bên đó rồi, ghé ra chỗ Decan, ok mà. Chúng ta chỉ tốn thêm một ít tiền thôi, và Decan là dán cái logo của công ty của chúng ta lên trên cái xe đó.
ngay cánh cửa xe, và thế là nghiễm nhiên ảnh đi vào đó. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nghĩa là chúng ta vẫn cứ có xe, chúng ta vẫn cứ tự tin để chúng ta đi ký hợp đồng với đối tác. Các bạn hình dung ra điều này mà sử dụng nguồn lực của người khác thành nguồn lực của mình. Và có những bạn thậm chí ra khởi nghiệp mong muốn cho mình có một cái laptop mới, ví dụ vậy. Mà các bạn thấy một cái laptop mới, các bạn biết có tốn rất là nhiều tiền không? Rất là nhiều tiền. Một cái MacBook mà các bạn mua ra ngô ra khoai, các bạn thấy nó 30 mấy 40 triệu, rất là nhiều tiền, thì đâu có còn tiền để chúng ta làm marketing, chúng ta làm việc khác nữa. Thì các bạn thấy này, xung quanh chúng ta có những người bạn chúng ta họ vẫn có cái máy laptop MacBook rồi rồi đó. Các bạn thấy rất nhiều có, và họ vẫn đi làm giờ hành chánh á. Mình hỏi rất là nhiều người giờ hành chánh là từ 7 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều là hầu như họ để cái laptop đó ở nhà, họ mang vào công ty họ cũng không có dùng đâu, họ dùng máy của công ty kìa. Thì chúng ta mượn họ đúng cái giờ đó, và chúng ta mượn họ hoặc là thậm chí thuê lại của họ cộn cũng được, chúng ta vẫn có máy móc chúng ta dùng rất là tuyệt vời. Và mình đã chia sẻ vậy, và có những bạn này, các bạn biết không, họ có những bạn này họ vừa có cái văn phòng này, họ đi làm phán thì họ có xe này, bàn ghế rồi mọi thứ của họ họ đều có đầy đủ rồi, nhưng mà các bạn biết họ bỏ ra một khoản tiền rất là ít. Thậm chí được người khác hỗ trợ luôn, có những bạn là được người khác hỗ trợ luôn, cho mượn luôn, không tốn một đồng nào. Những ngày đầu ra khởi nghiệp, các bạn thấy chúng ta cần phải biết cách sử dụng những cái nguồn lực chung quanh của chúng ta, chứ không phải là cứ ngồi chờ. Tại vì em không có cái văn phòng, tại vì em mới ra khởi nghiệp và em chưa có điều kiện mua xe, tại vì em không có được cái máy laptop mới. Chúng ta cứ những cái lý do tại vì đó thì chúng ta không thể ra khởi nghiệp được. Đây là một cái tư duy. Và những ngày đầu mà mình mới ra khởi nghiệp ở đây 20 năm, mình cũng đã áp dụng theo những cái cách thức đó. Dĩ nhiên thời đó mình đi bán nước mắm thì nó không cần những cái điều kiện nó như vậy đâu ạ. Tuy nhiên mình vẫn biết cách làm thương hiệu, ok không ạ? Thời đó thì các bạn biết mình đâu có cái xe máy, thì khi mà mình đi giao hàng thì mình mướn xe máy của người bạn của mình, ok mà mình mướn một chuyến vậy là bao nhiêu đó, sau này mà bạn mình nó cho mình mướn cả tháng luôn, ngoài cái giờ nó đi học thì giờ nó về thì mình mướn xe máy nó mình chạy. Các bạn vô đây này, người ta cũng tưởng nó là xe cổ của mình, rồi mình lần mình mới có tiền mình mua xe của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, mong rằng các bạn bỏ ra được cái tư duy này.